tôi. Không bán đâu đội hình. Thêm một bàn nữa. Tự mình cảm thấy có lỗi. Tại vì mình mà cả nguyên một tập thể lớn phải chịu như vậy. Trong này nó có một cái nó rất là hay. Tức là cái tinh thần tập thể. Quyết tâm học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí về giữa, không được bỏ tay ra. Quặp thì mình quặp như vậy. Mà cái cổ tay thì làm sao mà nó chịu được với cái lực nặng đấy.